thưa quý vị và các bạn chúng ta có câu con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ đúng như vậy trong cuộc sống con cái không chỉ là những sinh linh đáng yêu đáng trân trọng mà còn là kho báu tinh thần hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ nhưng câu chuyện của gia đình anh mai văn thắng ở tỉnh bến tre sau đây sẽ khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng tội nghiệp và xót xa nhà anh có duy nhất một bé trai chỉ vì một chút sơ suất y khoa của bệnh viện đã khiến bé trai đó trở nên bại não, không thể hoạt động bình thường được như bao đứa trẻ khác. Dòng dã đòi công lý nhiều năm trời, mới đây gia đình của anh Thắng đã được tòa án tuyên thắng kiện bệnh viện trong việc đòi bồi thường cho cháu. Theo đó, vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, Tòa Phúc Thẩm, thành phố Bến Tre xác định có đủ căn cứ cho thấy Bệnh viện Nguyễn Đình Triều ở Bến Tre sai sót khi mổ, khiến con trai của anh Mai Văn Thắng là cháu Mai Trọng Nghĩa, 13 tuổi, bị bại não, thiệt hại đến 95% sức khỏe nên phải bồi thường. Theo bản án sơ thẩm cách đây 8 năm, khi cháu Mai Trọng Nghĩa đang chơi với bạn tại lớp mẫu giáo thì bị đau bụng và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sau đó đưa ra chẩn đoán rằng cháu bị thoát vị bẹn và đề xuất phẫu thuật. Tuy nhiên sau cuộc phẫu thuật bệnh viện thông báo rằng tình trạng của bé rất nghiêm trọng, sau đó thì bé đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Chẩn đoán sau đó cho thấy cháu bị thiếu oxy não, mặc dù đã tỉnh lại nhưng cậu bé vẫn mất ý thức và thẩm định y tế xác nhận mức độ thương tật lên đến 95%. Bệnh viện Nguyễn Đình Triều sau đó đã thừa nhận rằng tình trạng của cháu là kết quả của sự cố y khoa. Họ đã tổ chức một phòng riêng để điều trị cho cháu bé, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính cho gia đình bằng cách chi trả mỗi tháng 6 triệu đồng để đảm bảo chi phí ăn uống và điều trị. Tuy nhiên đến đầu năm 2019, bệnh viện đã quyết định dừng việc hỗ trợ hàng tháng và đề xuất gia đình của cháu nhận một khoản tiền một lần là 640 triệu đồng. Số tiền này bao gồm cả tiền đền bù cho tổn thất tinh thần và chi phí chăm sóc cho người chăm sóc của cậu bé. Vợ chồng của anh Mai Văn Thắng đã không đồng ý với số tiền bồi thường được đề xuất cho rằng nó quá thấp, đặc biệt là khi con trai của họ đang phải điều trị và không biết tới bao lâu thì mới có thể chấm dứt. Do đó họ đã quyết định khởi kiện. Trong đơn khởi kiện nguyên đơn đề nghị tòa án yêu cầu bệnh viện bồi thường hơn 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí điều trị, chi phí đi lại, tổn thất tinh thần, mất thu nhập và các chi phí khác liên quan đến tình trạng sức khỏe của con trai. Bệnh viện sau đó đã đưa ra đơn phản tố, lập luận rằng tai biến của cháu bé là do yếu tố cơ địa, không phải do sự cố y khoa từ phía họ. Họ cũng đề xuất gia đình của bé trả lại số tiền gần 300 triệu đồng mà bệnh viện đã tạm ứng trước đó. Ngoài ra, trong đơn phản tố, bệnh viện có yêu cầu cả cháu bé và cha mẹ rời khỏi cơ sở y tế và không gây rối, cản trở quá trình khám chữa bệnh. Điều này có thể tương tự là một phản ứng của bệnh viện đối với quyết định khởi kiện từ phía gia đình và những tranh cãi về trách nhiệm. Vâng thưa quý vị, vào tháng 8 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Bến Tre đã tiến hành xử sơ thẩm dựa trên kết quả giám định pháp y xác định rằng tai biến của bé Nghĩa là do ảnh hưởng của quá trình điều trị phẫu thuật không có chứng cứ chứng minh rằng các biến chứng này xuất phát từ cơ địa của bệnh nhân như Bệnh viện Nguyễn Đình Triều đã khẳng định và dựa trên đó tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Theo quyết định của tòa án, Bệnh viện Nguyễn Đình Triều sẽ phải bồi thường gần 790 triệu đồng sau khi đã trừ đi chi phí tạm ứng hơn nữa, bệnh viện sẽ phải chi trả mỗi tháng 17,8 triệu đồng cho chi phí nuôi dưỡng, điều trị và chi phí người chăm sóc bệnh nhân cho đến khi bé Nghĩa phục hồi. Ngoài ra, tòa án cũng đã chấp nhận một phần của đơn phản tỷ của bệnh viện liên quan đến việc trả lại số tiền tạm ứng cho bệnh nhân trước đó không chấp nhận bản án bệnh viện đã kháng cáo và trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm rằng tai biến là do yếu tố cơ địa của bệnh nhân và trước khi phẫu thuật gia đình cũng đã ký giấy cam kết này. Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục yêu cầu tòa án sửa chữ bồi thường trong bản án sơ thẩm thành hỗ trợ vì họ cho rằng bệnh viện không có lỗi trong vụ việc và giữ vững quan điểm của họ về trách nhiệm trong tình huống này tuy nhiên đại diện của viện kiểm sát sau đó công bố một tờ trình mà bệnh viện đã gửi đến sở y tế bến tre liên quan đến buổi họp sau vụ tai biến nội dung của tờ trình xác nhận rằng ca phẫu thuật đã sử dụng liều lượng thuốc liều cao ngay từ đầu thay vì áp dụng phương pháp liều nhỏ chia làm nhiều lần như đối với trẻ em và cuộc họp cũng đưa ra nhận định rằng bác sĩ gây mê chính trong ca phẫu thuật không có nhiều kinh nghiệm và thiếu đánh giá đầy đủ về dấu hiệu lâm sàng cũng như là không có đủ kinh nghiệm để xử lý tai biến của thuốc gây mê. Nội dung của tờ trình thể hiện tai biến của bệnh nhân là do lỗi của bệnh viện theo đại diện viện kiểm sát và đề xuất hội đồng xét xử tuyên y án theo quyết định sơ thẩm và sau phiên nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo từ phía Bệnh viện Nguyễn Đình Triều và sửa một phần của án sơ thẩm. Dựa trên quyết định mới, bệnh viện vẫn phải bồi thường một lần gần 790 triệu đồng cho gia đình bé trai. Tuy nhiên, số tiền bồi thường mỗi tháng đã giảm từ 17,8 triệu đồng xuống còn hơn 6,8 triệu đồng vì sức khỏe của bệnh nhân hiện đã tốt hơn, mức bồi thường cũ không còn phù hợp. Quyết định cũng nhấn mạnh rằng gia đình bé Nghĩa có quyền yêu cầu điều chỉnh mức bồi thường khi nó không còn phù hợp với thực tế hoặc nếu có sự thay đổi trong pháp luật. Điều này mang lại khả năng cập nhật mức đền bù để phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe cũng như các yếu tố khác của bệnh nhân Nghĩa. Dù được tuyên thắng kiện, vợ chồng anh Mai Văn Thắng vẫn tỏ ra lo lắng với việc giảm số tiền trợ cấp hàng tháng. Số tiền giảm xuống còn hơn 6,8 triệu đồng, không đủ để chi trả cho quá trình điều trị và họ lo ngại cho cuộc sống của con trai trong những ngày tiếp theo. Anh thắng bày tỏ con anh ngày càng lớn nhưng tâm trí vẫn chỉ như đứa trẻ dưới 3 tuổi. Khi người khác ngủ con lại thức và quấy khóc, vợ chồng anh lại phải thay phiên nhau giữ nhưng cũng không thể đáp ứng được. Tình trạng này đã là một thách thức không chỉ về mặt tài chính mà còn về khía cạnh tâm lý và tinh thần của gia đình. Ngày 14 tháng 12 năm 2023 vừa qua, cháu Mai Trọng Nghĩa lại nhập viện. Vợ chồng anh Thắng lại phải thay phiên nhau trực ở phòng khoa nội tổng hợp của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Anh chia sẻ con anh hay đau yếu, không thể nói chuyện hay sinh hoạt cá nhân bình thường. Vợ chồng anh phải bỏ việc thay nhau chăm sóc rất vất vả. Tới sáng khi vợ anh từ nhà cách bệnh viện 60 km vào thay ca, anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Anh Mai Văn Thắng chia sẻ rằng trước đây gia đình anh có 2 công 2.000 mét vuông đất để nuôi tôm kết hợp với việc chăn nuôi bò dê. Hai vợ chồng anh làm phụ hồ và họ có thu nhập thêm mỗi ngày là hơn 500.000 đồng giúp tình hình kinh tế gia đình khá ổn định. Tuy nhiên từ khi con trai mắc bệnh, anh chị đã phải tạm bỏ công việc và mỗi vài ngày lại phải chạy xe máy từ quê lên bệnh viện thay phiên nhau để chăm sóc con trai. Tình hình này đã làm ảnh hưởng không chỉ đến khía cạnh tài chính mà còn tới cuộc sống hàng ngày cũng như là sức khỏe tinh thần của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 năm liền nuôi con mắc bệnh tật, anh Thắng tâm sự rằng gia đình anh đã phải bán hết đàn bò dê cho thuê đất và mắc nợ khắp nơi với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện tại gia đình anh trở thành một hộ cận nghèo ở địa phương. Mặc dù gia đình chỉ có 4 thành viên nhưng hiếm khi họ có cơ hội ăn cơm chung. Suốt nhiều năm, họ đã phải đón Tết tại bệnh viện trong khi con gái anh đang theo học ở cấp 3 đã phải tự xoay sở một mình khi cha mẹ không ở nhà. Người dân địa phương cho biết hoàn cảnh của gia đình anh Thắng rất là đồng cảm với niềm tin là nỗi đau nào rồi cũng sẽ vượt qua và ước mong sẽ có phép màu đến với gia đình của anh Thắng, đặc biệt là con trai của anh. Tới đây chương trình của chúng tôi cũng xin được phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.